Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Năm Canh Tý sắp đến gần và theo quan niệm của phương Đông, đây sẽ là năm tuổi của một số cái tên tài năng như Dele Alli, Marco Asensio hay Leroy Sané. Dưới đây là đội hình 3-4-3 các chú chuột xuất sắc nhất thế giới hiện nay mà chúng tôi mạn phép chỉ lựa chọn những người sinh năm 1996 bính Tý trong video này. 1. Thủ môn Simone Scuffet. Một câu chuyện thần tiên được viết nên hồi tháng 2 năm 2014 khi huấn luyện viên Francesco Guidolin bất ngờ trình làng Scuffet khi đó mới 17 tuổi và thuộc biên chế đội trẻ bắt chính cho Udinese thay thủ môn Zeko Berkic bị chấn thương. Scuffet chơi như một ngôi sao trong khung gỗ và từ đó đến cuối mùa khiến Berkic thành kẻ dự bị chuyên nghiệp. Phong độ của anh khiến người yêu bóng đá Italy vui mừng, thậm chí nhiều người còn cho rằng ngôi sao sinh năm 1996 chính là truyền nhân của huyền thoại Gianluigi Buffon. Thế nhưng rồi, ngay sau khi Scuffet từ chối xa Atlético hồi hè năm 2014, thủ môn trẻ bị tống lên ghế dự bị, dù anh chỉ nghỉ thi đấu thời gian ngắn vì chấn thương vai. Phải chăng đó là đòn trừng phạt của Udinese khi Scuffet dám cãi lệnh ông chủ độc tài Gianpaolo Bozzo để không sang Atlético khiến câu lạc bộ mất đi 9 triệu euro? Đó là một nghi vấn chưa có đáp án. Hiện tại thì thủ môn người Ý đang chơi cho câu lạc bộ Serie B Spezia theo dạng cho mượn. Chính vì vậy mà người ta càng hy vọng anh chàng thủ môn cầm tinh con giáp này sẽ mau chóng có được phong độ tốt nhất và xuất hiện trong những giải đấu lớn như Euro năm 2020 chẳng hạn. 2. Hậu vệ Jonathan Tah. Jonathan Tah được mệnh danh là người khổng lồ của những cỗ xe tăng Đức, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1996. Anh cao đến 1m94, nặng 95kg. Hiện Tah là trung vệ Bayern Leverkusen, anh được coi là một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức. Người Đức mong chờ sẽ có một Hummel mới, một chiến binh nơi hàng phòng ngự của những cỗ xe tăng Đức. Thi đấu ở vị trí trung vệ, sự năng động và song sáo là điểm mạnh của anh chàng này. Không dừng lại ở đó, cầu thủ này còn cho thấy bóng dáng của một thủ lĩnh tương lai. Khi mới 18 tuổi, mùa năm 2013-2014, trong lúc những người cùng độ tuổi bận uống rượu và tiệc tùng, ta đã cứu Hamburg ra khỏi bờ vực xuống hạng. Bây giờ tại Leverkusen, anh quán xuyến mọi công việc phòng thủ và thúc đẩy đồng đội tiến về phía trước. Ở tuổi 23, nhưng ta có sự tự tin hiếm thấy và những kỹ năng để có thể vươn lên đẳng cấp thế giới. Một tương lai đang rộng mở trước mắt ta và anh có đủ tự tin để nắm bắt lấy. 3. Trung vệ Andre Christensen. Rất lâu rồi, Chelsea mới có lại một trung vệ gà nhà chơi tốt như Andrean Christensen. Từng chịu nhiều hoài nghi về năng lực, nhưng anh đang chứng minh cho tất cả. Christensen trở thành cầu thủ đầu tiên của Chelsea kể từ khi Trent Terry xuất hiện, trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ chơi trong đội hình xuất phát 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Khó tin nhưng đó là sự thật. Chelsea, một đội bóng vẫn nổi tiếng với nhiều cầu thủ Anh quốc tài năng trong đội hình, cùng lối chơi phòng ngự chặt chẽ từ thời Jose Mourinho mới đến, lại không đào tạo nổi một trung vệ hàng đầu. Và khi được gọi về, sau một thời gian du học, cầu thủ đang chứng minh thấy, một khi được đặt niềm tin đúng lúc, chính sách sử dụng và chiêu mộ cầu thủ trẻ, ngọc thô của Chelsea đang ưu việt như thế nào. Ở thời điểm hiện tại, khi mà David Luiz đã chuyển sang chơi cho Arsenal, thì trung vệ Christensen đang là một trong số những trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ của Chelsea. Sự nghiệp của cầu thủ này đang có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững được phong độ, anh sẽ là lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát của Lampard. Bản thân ông thầy 41 tuổi cũng đánh giá rất cao khả năng của ngôi sao sinh năm 1996. 4. Hậu vệ Lucas Hernandez. Bayern Munich mới đây đã bỏ ra số tiền kỷ lục là 80 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ Lucas Hernandez của Atlético Madrid. Và đây cũng là một trong những sao trẻ sinh năm 1996 được cả thế giới quan tâm trong thời gian gần đây. Không chỉ xuất sắc trong bộ áo của câu lạc bộ mà Hernandez cũng đóng vai trò không thể thay thế dưới sự dẫn dắt của De Sam trong bộ áo tuyển Pháp. Hậu vệ cánh sinh năm 96 vô địch World Cup ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu này. 5. Tiền vệ Mamu Dahoud.
Mamu Dahu, sinh năm 1996, trưởng thành từ chính lò đào tạo của Mönchengladbach. Anh thi đấu cho đội 1 đội bóng này kể từ năm 2014 tới năm 2017. Dahu có nguồn gốc châu Á, anh là một người gốc Syria, tuy nhiên đã nhập quốc tịch Đức và hiện đang là thành viên của U21 nước này. Với tiềm năng cả về thể lực và trí lực, Dahu có thể chơi tốt được ở nhiều vị trí ở hàng tiền vệ. Cụ thể, anh có thể chơi như một tiền vệ thu hồi với 2,3 pha soạt bóng cùng 1,4 pha cản phá trong mỗi 90 phút ở mùa năm 2015-2016. Và con số ở mùa tiếp theo là 3,1 và 1,5. Ngoài ra, với thể lực và work rate cao, Dahu có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ con thoi với khả năng bao sân. Hơn nữa, kỹ năng chuyền bóng, đặc biệt là những đường bóng dài cùng những pha chọc khe và rê bóng ở mức ổn là một điểm mạnh giúp anh chơi được cả trong vai trò của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. 6. Tiền vệ Dele Alli. Dele Alli là một trong những tài năng của bóng đá Anh. Màn trình diễn của tiền vệ Tottenham thậm chí còn rực sáng hơn cả những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Frank Lampard, Paul Scholes hay Steven Gerrard ở cùng độ tuổi. Dele không biết sợ hãi là gì, thử thách càng lớn anh lại càng cảm thấy hứng thú. Chàng trai ấy đã ra mắt Tottenham trong một trận giao hữu mùa hè năm 2015. Ở đó, anh sâu kim Luka Modric của Real Madrid. Pha chạm bóng đầu tiên của Dele cho đội 1 là một cú đánh gót. Bàn đầu tiên của anh là một cú nã pháo từ 30m. Lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh, Dele ghi luôn một siêu phẩm vào lưới tuyển Pháp. Trong 20 bàn ghi cho Tottenham đến nay, phần nửa là những bàn thắng đẹp. Trong đó có cú volley trát tuyệt vào lưới của Crystal Palace mùa trước mà Mauricio Pochettino bảo người Anh sẽ xem đi xem lại trong suốt mười mấy năm tới. Chỉ cần hai mùa ra mắt Premier League, Alli đã có hơn 20 lần sâu kim đối thủ. Chỉ với điều đó, đủ thấy tài năng của ngôi sao tuổi tí lớn đến giường nào. Chính vì lý do đó mà fan hâm mộ của anh hoàn toàn có lý do để chờ đợi những danh hiệu cao quý sẽ đến với Alli bất cứ khi nào. 7. Tiền vệ Julian Brandt. Huyền thoại Rudi Völler từng miêu tả Julian Brandt là một trong những cầu thủ Đức tài năng nhất khi cầu thủ này tới sân Bay Arena vào năm 2014. Và những gì cầu thủ 22 tuổi thể hiện từ đó tới nay đã chứng minh ông hoàn toàn đúng. Kể từ khi gia nhập Leverkusen từ Wolfsburg, tiền vệ này đã có hơn 100 lần chơi ở Bundesliga và 21 trận chơi ở Champions League. Mùa giải năm 2017-2018 đánh dấu màn thể hiện tốt nhất trong sự nghiệp của Brandt với 12 bàn thắng và 7 kiến tạo trong tất cả giải đấu. Nhưng tiếc, đội bóng của anh đã trượt top 4 ở vòng đấu cuối cùng. Điểm mạnh của anh là những pha chạm bóng tinh tế và những đường truyền vô cùng chính xác. Vì thế, nhiều người đã so sánh với Mario Götze, cả hai đều có khả năng thích ứng với mọi chiến thuật mà huấn luyện viên đưa ra. Nếu so với Leroy Sané, Brandt có khả năng chơi tốt khi bó vào trong. Điều đó phù hợp với triết lý chơi bóng của đội tuyển Đức. Ngược lại, Leroy Sané là một cầu thủ chạy cánh thuần túy, sử dụng tốc độ của mình để vượt đột nhập vào vòng cấm của đối phương. Mới đây, ngôi sao sinh năm 1996 này đã gia nhập câu lạc bộ Borussia Dortmund. Vì vậy, năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của Julian Brandt trong màu áo mới. 8. Tiền vệ Marco Asensio. Trước khi cập bến Santiago Bernabeu, Marco Asensio đã thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo của Mallorca. Chính bàn thể hiện ấy khiến Real Madrid và Barcelona bước vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 1996 này. Sau khi đội bóng xứ Catalan chê, thì chỉ với 3,5 triệu euro, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã sở hữu báu vật được khai quật này. Suốt một năm đầu, dưới thân phận là đàn em, khi cái bóng của những Ronaldo hay Gareth Bale quá lớn, Asensio vẫn biết cách để mọi người nhắc tên mình. Tiền vệ người Tây Ban Nha được xem là một trong những quân bài dự bị chiến lược của Real Madrid. Những cú sút của Asensio đã trở thành thương hiệu, nó không chỉ là sự khổ luyện mà còn là năng khiếu bẩm sinh. Quỹ đạo của trái bóng chẳng khác nào chiếc lá vàng rơi, tài tài trên không trung nhưng găm vào góc chết của khung thành đối phương. Những đường bóng với hình cong tuyệt mỹ đó được rất nhiều nghệ sĩ như Messi, Ronaldinho, Robinho vẽ nên, nhưng để trở thành đặc sản với sự lặp đi lặp lại trong nhiều trận đấu thì mới chỉ có nhìn thấy ở Asensio. 9. Tiền đạo Leroy Sané. Có lẽ không còn hoài nghi về mức giá là 46,5 triệu bảng cho Leroy Sané nữa, viên ngọc thô của bóng đá Đức trên đường trở thành trụ cột Man City. Không phải tự nhiên mà Carragher so sánh ngôi sao 22 tuổi với Ringit, huyền thoại khi ở thời đỉnh cao. Những năm tháng Git tung hoành ở Premier League, anh nổi tiếng với tốc độ, khả năng rê dắt và sức mạnh. Cựu xa xứ Wales ghi bàn tốt, kiến tạo cũng giỏi. Khi những tiền đạo vấp phải khó khăn trong khâu ghi bàn, Git nhiều lần làm thay công việc, giá trị của anh tạo ra hơn một cầu thủ chạy cánh. Leroy Sané có đủ tố chất đó, tốc độ và sức mạnh của tuyển thủ 22 tuổi giúp anh thích ứng nhanh với Premier League. Cựu sao soccer còn chinh phục bếp nhờ sự đa năng, có thể đá ở cả hai cánh lẫn trung lộ.
Trong hệ thống chiến thuật được Guardiola xây dựng, Sané trở thành mắt xích quan trọng ở những pha hoán đổi vị trí liên tục giữa De Bruyne, David Silva hay Raheem Sterling. 10. Tiền đạo Kingsley Coman. Trong số những ngôi sao trẻ sáng giá nhất làng bóng đá đương đại, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đang được nhắc đến rất nhiều. Coman là cầu thủ có tốc độ và chơi rất kỹ thuật. Anh có thể chơi được ở nhiều vị trí tấn công, nổi bật nhất là ở hành lang cánh phải. Những điểm mạnh của Coman được thể hiện rất rõ ở pha bóng anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus trong trận đấu với Chievo hồi tháng 8 năm 2014. Coman được ca ngợi là cầu thủ trẻ tài năng nhất Bayern sở hữu kể từ khi David Alaba được trình làng. Thậm chí huấn luyện viên Guardiola có lần không ngần ngại tuyên bố ông rất hài lòng về Coman. Khi Kingsley Coman ký hợp đồng chính thức với Bayern, nhiều người tin anh sẽ là sự thay thế hoàn hảo của Frank Ribery. Nhưng đã gần 2 năm trôi qua, Coman đã làm được rất ít để chứng minh sự xứng đáng của mình. Không phải vì ngôi sao 23 tuổi không có khả năng, mà vấn đề nằm ở chỗ thời gian thi đấu của anh liên tục bị gián đoạn vì chấn thương. Vì vậy, người hâm mộ mong rằng qua năm Canh Tý, tiền đạo người Pháp sẽ có thể trở lại sân cỏ với thể lực sung mãn nhất và chinh phục những danh hiệu đỉnh cao mà anh đã bỏ lỡ. 11. Tiền đạo Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa Almeida, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1996, được biết đến với cái tên Gabriel hay Gabigol, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Brazil, trở vị trí tiền đạo cho Flamengo của Brazil theo dạng cho mượn từ International của Ý và đội tuyển quốc gia Brazil. Với phong cách chơi bóng rất tinh tế và đôi khi có phần rườm rà, Gabriel từng được xem là phiên bản mới của Neymar. Thế nhưng khi không hòa nhập được với Inter, Gabriel được cho mượn tại Santos rồi Flamengo cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2019. Và tiền đạo 23 tuổi này đã nổ súng liên tục từ đầu năm 2019 tới nay, 30 bàn sau 40 trận. Năm ngoái, anh giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia Brazil với 18 bàn trong màu áo của Santos. Bùng nổ và có duyên ghi bàn, Gabriel vừa được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil cho các trận đấu giao hữu với Senegal và Nigeria. Và tất nhiên, Conte không thể bỏ qua sự tiến bộ vượt trội của Gabigol và chắc chắn sẽ trao cơ hội thi đấu cho anh trong vài tuần đầu trong năm 2020. Ngoài ra, nhiều đội bóng lớn châu Âu khác như Arsenal, Chelsea và Dortmund cũng đang dòm ngó Gabigol sau những gì anh đang trình diễn trong màu áo của Flamengo. Chúng ta hoàn toàn có lý do để chờ đợi những màn trình diễn sáng chói của ngôi sao tuổi bính Tý trong thời gian tới. Vừa rồi chính là đội hình những ngôi sao tuổi Tý của bóng đá thế giới. Nếu bạn thấy danh sách này còn thiếu một cái tên nào đó, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.